Theo thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, mục tiêu chính của thủ tục này là tối đa hóa các lợi ích công. Do đó, cơ quan này sẽ xem xét lựa chọn những hãng có điều kiện tốt nhất để cung cấp và duy trì một dịch vụ tốt hơn về du lịch và vận tải công cộng. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cũng sẽ quan tâm đến hiệu quả dịch vụ của các hãng hàng không ứng cử viên trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, bao gồm cả hiệu quả về cấu trúc thị trường và sức cạnh tranh trong thị trường Mỹ-Cuba và bất kỳ thị trường nào được cho là có liên quan. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, các hãng hàng không muốn sử dụng 3 tuyến bay hàng ngày hiện đang để trống tới La Habana sẽ phải gửi đề nghị và trình bày đề xuất của mình trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 26 tháng 9. Các hãng cạnh tranh gồm American Airlines và Delta, hãng hàng không vận chuyển hàng hóa FedEx, hãng JetBlue, hãng United và Mesa.